Tiếp tục phiên họp thứ 14 sáng nay với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nghị quyết thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng xã Bình Phú, thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập 5 phường Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo hai tỉnh lưu ý thực hiện tốt, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện sau khi các nghị quyết này được thông qua, tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Các địa phương chú ý công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân về xu hướng phát triển và quyết tâm phát triển của tỉnh, điều chỉnh thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, chuyển đổi giấy tờ, con dấu, điều chỉnh địa giới và điều chỉnh quy hoạch, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xử lý các vướng mắc phát sinh.